đâu ấy, đây cơ mà. Đây này. Đấy. Đấy. Đâu có bố. Em ra xả như dầu. Trời, cảm ơn trời gì nhé. Ông cũng mời anh đây ạ. Anh hôm nay muốn cắt kiểu gì ạ? Chú xem nào, chú cắt anh kiểu gì mà trông nó chè chè đẹp dai, trông như ông già này. Ok, để em xem nào. Để em xử lý này, anh sẽ chè ra chục tuổi ngay, gái lại bông như ruồi. Ôi, chú, đùa anh. Ở đây có cái bể hay cái bồn gì mà tắm nó trẻ ra không? Dạ có anh ạ, vậy thì anh dùng thử gói chăm sóc trẻ hóa da bên em ạ. Thế dùng cái gói đấy nó có trẻ thật không ạ? Dạ chắc chắn là có anh ạ. Thế cho anh cái gói đấy. Dạ vâng, vậy em mời anh lên tầng 2 ạ. Em mời anh qua bên này. Tiền vào có khác mày. Ui, Ninh. Anh ơi, em nhờ tí ạ. Đây là sản phẩm Hàn Quốc DT Beauty Queen, là sản phẩm mặt nạ ngọc trai đắp hàng ngày về nhà. Em mời anh xem qua. Thế cái này là mua hay tặng đây em? Do anh vừa sử dụng dịch vụ bên em nên là bên em sẽ tặng anh về nhà. Thế tặng cả. Vâng ạ. Anh cảm ơn nhá. Vâng ạ. Cảm ơn em. Cái này được đấy bố ạ. Về tối đắp luôn đi tán gái. Đấy cô. Dạ vâng. Cho anh phòng đây. Chọn cho anh một phòng âm thanh thật tốt nhá. Em mời anh uống nước, anh ngồi chờ chút vào cái phòng. Anh vào đây. Cho anh hai em nhé. Vâng. Một em sốc bia với cả một em nước đài. Ok. Ở cái tính tuổi gì? Bọn em không ngồi phòng đấy được đâu. Khách quậy mà dê không chịu được. Cứ bật ra ghế rồi bắt cởi áo ấy. Vào hát thì không hát. Còn móc lốt thôi. Ai mà chịu được. Sờ soạn linh tinh. Mà không chiều á thì nó dọa đánh. Thôi, bọn em về đây. Ê, bọn em không thanh toán đâu nhá. Thái độ nhân viên vậy ạ? Thôi nhá, anh đi nhá, đi có đâu? Đi! Hả? Dạ. Thế tao bảo này. Chúng mày đi hát hay đi gọt nhau đấy hả? Mày hát bằng mồm, hay hát bằng tay? Chúng mày nghĩ
Đây là hàng chiến đấu à? Hàng chiến đấu chúng mày phải ra khách sạn, ra trần hương mới có giường, có chiếu, mới có giá cả thỏa thuận ngay từ đầu. Chúng mày như bố đời khi hát có kẻ hầu phải hạ, kẻ rót bia, kẻ bấm bài. Chúng mày bấn quá à? Đè sắt đè ngửa nhà ra ra, bóp xôi, quẩy hầu đá đây à? Chúng mày tưởng mày có tiền thì muốn làm gì cũng được à? Khôn hồn thì thanh toán rồi cút. Bố cái bản vỡ alo bây giờ. Vậy anh em mày thanh niên 4.0 bật bỡ. Anh em mày có phòng này. Em ơi, Kiệt ở đây hát với bọn anh. Có người lịch sự của em nhá. Đi, tao đi phòng. Lên anh em mình vui chơi giải trí một xíu. Đếm cho tiệm 10 các anh nhá. Em mời anh. Được. Vô cái. Chú sức việc này nha. Em tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em tên Quỳnh. Năm nay 26. Em à, con gái uống ít rượu thôi, con gái say không tốt đâu. Là em không sao đâu ạ, chị cứ kệ em đi. Em có một chút chuyện này. Em ở Huế lớp 12 chưa? Em vừa mới tốt nghiệp trường cao đẳng thống kê. Em buồn à? Hôm nay đi chơi với em. Anh đảm bảo hôm nay em hết buồn luôn. Thôi, anh cầm lấy đi. Em mời anh. Em, anh nghĩ sao? Vô đây, vô đây. Ừ. Vô đây, vô đây. Bạn à? Thôi, xin lỗi bạn. Tôi có việc, tôi phải về. Ơ bạn à? Ừ. Ừ, tôi nhớ ra tôi cũng chút việc. Thôi đi, tôi về nhé. Em cảm ơn ạ. Em cảm ơn anh. Tôi về, ông khác đi đến nhiều. Em chào hai anh ạ. Ừ, anh về nhé. Còn ngu, tặc lỡ một cái có phải là giải quyết được hết nợ không? Này, tao nói cho mày biết, tao rất biết ơn mày vì đã giúp tao kiếm tiền. Nhưng hãy để cho tao một con đường lui. Bởi thế, đừng bao giờ nhắc với tao đến chuyện đi khách, dù có là tiền tỷ hay tao nữa. Mày hiểu không? Thôi, mẹ trẻ, con nhớ rồi. Nhưng mà liệu mà lo tiền để nộp cho chúng nó đi, không là có biến đấy. Tôi biết rồi, bỏ ra, đi tắm đi. Bố. Ừ, con. Thế đâu đồng ý mãi cho con? Bố làm gì con gọi mãi chẳng nghe máy gì. Đang vui, tao biết ngay là mày gọi điện. Tao bỏ giờ không được, tao về đấy.
21 tỷ nó đồng ý bán được. Để lại hết tất cả các đồ đạc trong nhà, vì gia đình nhà nó đi cư bên Mỹ mà. Thế con với thằng Hiền tính ký chưa? Thằng Hiền ưng không? Thì con với anh Hiền cũng tính cả rồi. Khả năng tài chính của gia đình nhà mình khá là ổn rồi. Chuyển qua cái biệt thự bên đấy ở cho nó rộng bố ạ. Chứ còn cái nhà này nhà mình bán lúc nào mà chả được. Ok chốt. Các con cứ quyết định đi. Có như nào muốn theo. Bây giờ muốn lấy tiền, hai bố con ta đi đặt cọc. Nhà thì rộng, chồng chọc mấy thằng đàn ông buồn như trâu cắn. Thôi mày đừng làm mày nữa đi. Ra đây xem nào. Con hiểu ý bố rồi. Bố lại muốn có gì đúng không? Hiểu cái con khỉ. Mà tao thấy hai thằng chúng mày cũng nặng. Ý bố là sao? Hai thằng lớn rồi mà chả bao giờ thì dắt bạn gái về đây cả. Bố, bọn con làm gì có bạn gái, nhạt gái lắm bố. Chúng mày cứ liệu mà kiếm mối đi, không là tao lấy vợ trước đấy. À, hay bố dày dặn kinh nghiệm, chỉ con về trường làm quen để đi tán gái đi. Tưởng gì đơn giản, con à, lấy giấy bút ra đây, bố dạy cho mấy chiêu. Đây, đây là kinh nghiệm lừa cuộc đời cho bố đấy con ạ. À, để giữ bút đi con. Ví dụ, đi quán cà phê, con thấy một con bé xinh xinh, hầu mắt, kéo ngay cái ghế, lại gần chỗ. Thế chỗ này có ai ngồi chưa em? Anh có thể ngồi được không em? Lúc này kiểu gọi như là kiểu vườn đào đà chín, ai vào chưa em, con hiểu chưa? Sau đó thì nó sẽ trả lời con ạ. À, em ngồi một mình mà, anh cứ ngồi đi. Thì lúc này con có hiểu là kiểu gì không? Gọi là vườn đào đà chín nhưng chưa ai vào đấy, con hiểu chưa? Thế là con đã thành công ở bước 1 rồi. Tiếp tục con đi bước 2 đi. Thế em đã có người yêu chưa? À, con phải hỏi thằng vấn đề luôn. Thì kiểu gì nó sẽ trả lời. Ép xấu. Thế này thì đà chín có người yêu. Sao con tiếp tục con nào? Hay là mình yêu nhau? Em nhỉ? Hỏi luôn. Con hiểu không? Ok con, xong rồi. Nói xong á, con đưa tay, con cầm tay nó. Ok con. Thì kiểu gì lúc này nó sẽ phản ứng, con biết là phản ứng gì không? Nhanh thì anh. Nhưng lúc đấy, nó không để con ra. Thế là con thành công bước 3 rồi. Wow, hay quá. Tiếp tục đi. Lúc này con phải tấn công, tiếp tục. Anh là người thích tình yêu sét đánh, nên anh luôn muốn mọi việc tiến triển một cách nhanh chóng. Lúc này nó sẽ không để tay mình ra đâu con ạ. Nó sẽ nói vâng, em đồng ý. Thì vậy coi như là cá cắn câu rồi, con hiểu chưa? Hay quá rồi. Bố thật là tài ấy, cái gì cũng biết, đúng là cao thủ tình trường. Tài cái thằng bố anh mày không nhanh mà kiếm người yêu, rồi nếu vợ để bố mày mà lấy trước ấy thì đừng có trách. Thôi đi ông ơi, dậy đi ăn cơm để bố con đi lấy tiền. Tao hỏi mày lần cuối, mày có giả tiền phế vào tháng này không? Hay là đình bùng của tao? Anh ơi em xin anh cho em thư thư vài bữa. Mày thư thư bao giờ rồi? À! Anh! Này! Mày là thằng đàn ông, đánh một con đàn bà không thấy nhung à? Không phải việc của mày, bỏ tay ra, muốn vào có ra mà ra. Hộ bố mày gái! Ngoài!
tôi không sao, tôi bị sức nhẹ thôi bạn ạ. Sức nhẹ thôi gì? Ờ. Ok. Giờ tôi có việc tôi đi nhá. Ok. Quỳnh ngày em chăm sóc bạn cho anh nhé. Cảm ơn bạn nhá. Tôi đi nhá, có gì alo nhé. Anh chảy nhiều máu quá. À, phòng trọ em ở gần đây. Em về em mua băng bông băng cho anh nhá. Em à, chuyện này là như thế nào? Dạ, em làm ở đây có người bảo kê, ngày nào em cũng phải đóng phế cho nó. Tháng vừa rồi em của em ốm, em có bốc một bát họ. Hôm nay đến ngày phải trả nhưng mà em không đủ tiền nên nó mới vây đánh em. À, mà tay của anh đỡ đau chưa? Anh không sao em à? Ờ, em cũng bị tím rồi này. À không sao đâu, em không sao đâu. Em ở đây à? Dạ vâng ạ. Em ở đây một mình à? À không, em ở với một đứa bạn nữa. À, cái Lan hôm trước có ngồi hát cùng với mình ấy. Mà quần áo của anh bẩn hết rồi nè. Nhà vệ sinh của em có nước nóng, anh vào đấy vệ sinh đi. Em chạy ra hiệu thuốc gần nhà mua ít thuốc về băng lại vết thương cho anh. Ừ, em đi đi. Quỳnh ơi, Quỳnh. Quỳnh này, anh nghĩ từ mai em đừng đi làm nữa. Anh sẽ sắp công việc tốt cho em, anh hứa đấy. Mà em đi làm, chắc gì chúng nó đã bỏ qua cho em. Em cho anh hỏi thật nhé, em đi làm như thế này, một tháng em để ra bao tiền? Cũng được khoảng hơn 10 triệu anh ạ. Thôi nghỉ đi em, về công ty của anh nào, anh nghe nói em cũng hoặc kế toán ra mà anh đảm bảo cho em cuộc sống tốt hơn như này. Anh cho em thêm thời gian suy nghĩ ạ. Tạm thời thì em vẫn chưa thể nghỉ ngay đâu. Tại sao? Em vẫn thiếu tiền của chủ. Em phải làm nốt tháng này thì mới đủ tiền trả nợ. Em mới nghỉ được. Em nghỉ luôn đi. Em cầm tiền mai đến chỗ rồi nghỉ luôn nhé. Cô làm tôi quá thất vọng. Ở đây chỉ có tôi với cô. Đúng là gái hát, vẫn là gái hát. Uổng công cho tôi thì bao nhiêu cái tốt. Được cô, tôi bỏ đi. Đấy coi như là cái phí để chăm sóc vết thương cho tôi. Chào cô, tạm biệt. Ơ kìa anh. Thank you.
chỗ này có ai ngồi không em? Em đi một mình, anh cứ tự nhiên. Em có người yêu chưa? Em xấu thế này đã làm gì có người yêu. Em còn đang sợ ế đây này. Hay là mình yêu nhau đi nhá. Thế anh thích tàu nhanh hay tàu chậm? Anh thì thích mình yêu sẽ đánh. Đương nhiên là tàu nhanh rồi. Ok anh. Nhanh 2 chai, chậm 5 chai. Em bao phòng. Bố mới chỉ nói nhanh. Còn hai chai bố chưa nói. Ồ, em ơi, đợi anh tí nhá. Anh gọi anh hỏi bố anh ra đã. Ông này. Thank you.
trăm ngàn lần xin lỗi anh. Có thể lúc đó vì quẫn quá nên em đã không đủ tỉnh táo. Em đã sai. Em đã làm việc không nên làm. Em cũng chẳng biết nói gì để mong anh tha thứ. Chỉ xin anh hãy đừng nghĩ em là con người như vậy. Chỉ một lần duy nhất trong đời thôi anh. Em xin lỗi anh. Anh đây, đứng lại mà lên con giết. Em thử lấy đi. Cái anh này làm bọn em hết cả hồn ấy. Anh, em cảm ơn anh. Anh tha lỗi cho em rồi chứ. Em à, em không có lỗi. Anh hiểu em mà. Chúc mừng sinh nhật nha. Này, không phải việc của mày. Mày biết chuyện gì nó xảy ra rồi chứ? Lôi nó đi. Bỏ đây ra để tao tự đi. Không, tao không cho mày đi. Mày không đi được. Thôi mày cứ ở lại đây, tao đi một lát tao về. Không, mày không đi được đâu. Nếu đi, tao đi cùng mày. Nếu nó thích ấy, thì lôi nó đi theo. Gan mày cũng to đấy. Để tao xem mày ăn nói với đại ca thế nào. Thằng chó. Mày cũng chỉ là thằng hết đát của khá bảnh thôi. Qua đây la liếm mà ngon à. Mày nói cái gì? Hai một. Con này con nào? Chắc là bạn con làm. Em thấy ngon nên mang về cho đại ca rồi. Tao bảo mày bao nhiêu lần rồi mày chưa hiểu sao? Nhớ lại quy tắc công nghệ. Ai bảo mày đi theo nó? Để tao biết. Tao hỏi mày đấy. Dạ, khi làm ăn thì không dính đến gái gú ạ. Nhớ đấy, thả nó ra. Mày có biết một miệng thì kín, chín miệng thì hở không? Con này mới sẽ có lợi cho việc giao dịch lại cả. Mày có biết bố mày mười mấy năm chui ngược ra ngủ, có hàng trăm đứa đàn em trong tay, chưa có đứa nào gan to như mày. Mày hiểu không? Em không dám. Không dám đâu anh. Không dám? Thế 200 triệu của tao đâu? Tao bảo mày giao hàng rồi mang tiền về cho tao, chứ không phải mà để mày giao hàng rồi mày cũng cả số tiền đến ngày hôm nay. Mày hiểu chưa? Tiền của tao đâu? Em xin anh, em hứa sẽ trả anh. Mày trả tao bằng cách nào? Trong khi đó mỗi giờ mày hát 150.000, đến bao giờ đủ 200 triệu để trả tao? Em sẽ cố gắng làm, vẫn sẽ chuyển hàng cho anh. Mấy chuyến là trừ hết thôi. Em xin anh. Mày có hiểu thế nào là chữ tín không?
Đây là 200 triệu. 2 tỷ mày cũng bách đi rồi mày. Cũng như thế này hả? Em xin anh, mẹ em bị ung thư đang nằm viện rất nguy kịch. Nếu không có tiền thì không thể giữ được mạng sống. Em thực sự không còn cách nào khác. Em cắn răng cắn cổ, em lại anh. Thôi tao tạm tha cho mày lần này. Nhưng 3 ngày nữa có chuyến hàng, mày phải hoàn thành nhiệm vụ cho tao. Chuyến hàng này không ít như những chuyến hàng lần trước. Mày hiểu không? Hơn 2 tỷ đấy. Mày liên lạc với thằng Hùng công tử, tự bàn địa điểm giao dịch. Mày nhớ chưa? Không cần mày ra mặt. Mày bảo con bạn mày cho an toàn. Mày và thằng Thắng Kẹo hộ tống nó. Hiểu chưa? Vâng, em hiểu rồi ạ. Cứ ai đưa chúng nó ra, kín đáo đừng để ai nhìn thấy. Chúng mày, đi. Em đi. Mày thật đấy. Sao mày liều thế? Mày không thấy sợ à? Cuộc đời tao chẳng còn gì để mất nữa. Mày có hiểu không? Nhà tao có 3 người. Bố mẹ tao, tao. Từ bé tao không hề biết đến quê nội quê ngoại, cũng không biết bất một cứ ai. Hình như tao sinh ra là ngoài ý muốn. Bố mẹ tao phải rời quê hương, chắc cũng vì sự xuất hiện của tao. Bố tao suốt ngày đi làm, mà tao cũng không biết ông làm gì. Đến bây giờ tao mới gặp ông được 2 lần. Lần thứ nhất hồi tao còn nhỏ, không hề có ký ức gì về bố cả. Lần thứ hai tao gặp ông là khi người ta đưa xác của ông về. Tao cũng không được nhìn mặt bố lần cuối. Còn mỗi khi hỏi về mẹ, đến người thân không kể cho tao. Thứ duy nhất mà tao còn là mẹ lúc này, đang nằm trong viện sống chết không biết. Thử hỏi là mày, thì mày có liều như tao không? Mày với tao khổ thật đấy. Nhưng tao còn hơn mày, vì còn đứa em trai. Nhưng mày cũng biết, lúc nào nó cũng nằm trong bệnh viện. Còn mẹ tao thì thoi thóp qua ngày. Hai người đều ở trong bệnh viện nhiều hơn là ở nhà. Tao tiền thì không có, một mình tao gánh vác cả gia đình. Tao thì có bố cũng như không. Một ngày 24 tiếng thì lúc nào cũng say xỉn. Chỉ có lúc ngủ là mới tỉnh táo. Ông trời thật là bất công. Thì được 30, ít thì 15-20 triệu. Thế mày đi một mình à? Ừ. Tao đi một mình.
tao chủ động hẹn đầu kia, xong bàn địa điểm giao dịch, thằng Thắng Sẹo đến đón tao, rồi chở hàng đi. Thế mỗi lần giao dịch thì mày giao dịch như thế nào? Bên này một mình tao, bên kia cũng một người. Xong việc thì thằng Thắng Sẹo đèo tao với tiền về là xong. Ông Năm này tinh vi thật đấy. Tất cả giao hết cho mày. Nếu mà có công an bắt thì một mình mày chịu tội. Ông ấy có dính dáng gì đến đâu. Thế lỡ công an bắt thật thì sao? Mày tính như thế nào? Còn mẹ mày nữa? Công an, công an bắt, sao tao không nghĩ ra nhở? Ừ, tao đây. 10 phút nữa có mặt tượng đài, chỗ mọi khi. Rồi. Tên Quỳnh, tôi muốn mua biệt thự. Chủ nhà không có ở đây. Hàng đâu? Tiền đâu? Tiền đâu? Hai con kia bị công an bắt rồi. Em nhanh chân nên chạy để kịp ạ. Nó chết! Nó chết đó! Bây giờ làm sao hả đại ca? Mày ngồi đây tao tính. Thôi, bây giờ mày cầm số tiền này, mày đánh đi một thời gian. Nếu mà lộ
mày nhận hết về mày và gia đình nhà mày, tao sẽ chu cấp đầy đủ và tao sẽ tìm cách cho mày ra. Mày đi đi, nó còn kịp. Vâng, vậy em đi trước, có gì em sẽ liên lạc lại cả. Đi đi. Đúng đâu, nó to hả? Dạ, đại ca ở đây em ạ. Mày bảo chúng nó thoái hết tín hiệu trong camera ở nhà và cửa hàng. Nếu ai hỏi con Nam, chúng mày không biết, không thấy, không gặp, nhớ chưa? Vâng, em hiểu luôn. Chị thấy em thấy tốt không? Ừ. Ai, cầm lấy. Em xin. Nhớ dặn mấy thằng bạn mày đấy, đừng cho mồm đi chơi xa, không lại mang họa vào thân. Chị yên tâm, sau này có việc gì cứ ấy em một tiếng, thằng em nguyện hết lòng. Mày cứ nhớ đấy. Thế bây giờ về nhà hay mày đi đâu? Mày điên à? Về khách sạn thôi. Mà tao vẫn sợ nó đang theo dõi mình. Mày không phải lo, tao tính toán hết rồi. Em về đây, có việc gì cứ alo cho em. Ok, về đi. Tao dùng quá mẹ ạ. Liệu nó có biết mình ở đây không? Con này, sao gan mày bé đấy? Sao hả xoắn? Trong này tận 2 tỷ, làm sao tao không run được? Mày mở ra kiểm xem đủ 2 tỷ không? Tao chưa bao giờ được cầm nhiều tiền như thế này mày ạ. Thiếu mất một cọc. Lúc nãy chẳng lường tùng gì nữa. Nhỉ. Tiền thì có thể gửi ngân hàng. Thế còn hàng thì gửi đi đâu? Hay là mình vứt đi? Chứ mang cái này theo bên mình có khi giữ họa vào thân. Mày điên à? Con ngu. Đây cũng là tiền đấy. 2 tỷ đấy mẹ trẻ ạ. Thế bây giờ phải làm thế nào? Thì bay thôi. Bay? Bay đi đâu? Sài Gòn. Đâu càng xa càng tốt. Mày điên à? Thế còn mẹ mày? Mẹ tao? Rồi em tao nữa thì sao? Hay là như thế này, sớm mai đi Hải Phòng, xa chỗ này một chút rồi tính tiếp. Ok, tạm như vậy đi. Mà tao đói quá, không biết ở đây có gì ăn không. Có khi úp mì tôm ăn tạm vậy. Ừ, xuống hỏi Lễ Tân đi, úp cả cho tao nữa. Tao đi tắm phát. Gọi cho ông Trung xem. Ông ấy nói là ở Hải Phòng đấy. Nghe nói ông này cũng có nhiều đàn em, cũng làm tín dụng và bảo kê quán bar đấy. Thôi tao ngại lắm. Ông ấy thích tao và tán tao nhiều lần. Tao có cảm tình. Bây giờ gọi điện khác nào? Trời, mày điên à? Bây giờ lại còn làm giá nữa. Còn một đống hàng đây này.
tao gọi xem sao. Alo, anh Trung ạ? Em mới tới Hải Phòng. Anh có rảnh không ạ? Dạ vâng ạ. Chuyện thế nào? Ông ấy bảo đang tới. À đây. Mày giữ túi hàng cho cẩn thận. Tao ra ngân hàng gửi ít tiền để tìm chỗ ngủ cho mình đây. À, mày nhớ là đừng nói chuyện gì vội nhé. Cứ nói là hai chúng mình đi chơi thôi. Thôi bà đi đi, tôi biết rồi. Mới phone ra đây à? Ô, em chào anh. Chào cưng. Con gió nào đưa em đến đây thế này? Mình có bảo là nhớ anh đấy nhá. Anh này, lúc nào cũng thế. Ô, thế em đi một mình à? Đâu, em đi cùng con Quỳnh. Thế Quỳnh đâu? Nó ra ngoài mua ít đồ, quay lại bây giờ. Thế dạo này đã có nồi cháo nào nó ám chưa? Nó còn chừa cửa cho anh chứ. Em chào anh. Ô, chào người đẹp. Nhìn anh với phong độ như ngày nào. Mà hình như anh còn đẹp trai hơn ấy. Ơn rồi, đợt này công việc của anh cũng thuận lợi. Đàn em cũng đông, cho nên là đỡ vất vả hơn lần trước. À mà tối nay anh xin phép được mời hai người đẹp đi ăn cơm nhé. Nhân tiện anh đặt bàn ở trên bar luôn. Tối nay phải làm một trận tung trời đấy. Ok. Ok. Thế chưa em ơi. Thực ra thì của em anh tin là cái gì cũng tốt thôi. Nhưng mà quan trọng nhất là ở ban đêm nay nhé. Nhớ lắm rồi. Thôi anh, để xong việc đã. Con Quỳnh nó về, em sẽ ở lại với anh. Hứa đấy nhá. Chắc chắn rồi. Quỳnh, em ra đây làm gì đây? Sao hai người lại ngồi ở đây ạ? À? Thì bọn anh đang bàn công việc mà. Lan ơi, sao đau bụng quá? Hay là để anh đưa hai bọn em về nhá? À, dạ không, không cần đâu ạ, để em đưa Quỳnh về. Chuyện kia thế nào thì anh alo sớm cho em nhá. Ok em, thôi để anh bắt taxi cho bọn em về vậy. Cho em về 113 lệch chay. Sao thế? Có biến gì à? Lúc nãy trong quán bar, tao có nhìn thấy thằng Thắng Sẹo. Chắc mày hoa mắt chóng mặt. Nó xuống đây để làm gì? Tao có phải hoa mắt á? Tao nhìn thấy nó, nó cũng nhìn thấy tao. Nhưng có vẻ nó đang phê, cho nên không thấy động tĩnh gì. Nó đến đây để làm gì nhỉ? À, tao đưa mẫu cho ông Trung rồi. Ông ấy có mối đổ lớn lắm. Từ giờ đến sáng mai nếu được, ông sẽ gọi điện để giao dịch đấy. Giao dịch như thế nào? Liệu có an toàn hay không? Tao thấy ông này không đáng tin lắm. Mày cứ lo lắng quá. Ông ấy thì thiếu gì tiền. Với lại đang thích tao bỏ mẹ ấy được ấy. Muốn lấy lòng lắm chứ.
Alo. Vâng, em xuống bây giờ ạ. Mày đi đâu đấy? Tao đi giao hàng. Ông Trung đang đợi ở dưới rồi. Thế đi đi, đi cẩn thận nhá. Có gì thì phải báo tao luôn. Ok. Tao nóng ruột lắm. Chúng nó trả bao nhiêu hả anh? Mình cần ra hàng gấp nên chắc không được 2 tỷ đâu. Tầm 1.5 tỷ thôi em ạ. Em có đồng ý không để anh chốt? Thôi, thế cũng được. Ừ, thì đợi anh chút để anh điện thoại cho bên đầu kia nhé. Ok rồi đem, mình đi thôi. Tiền hàng vẫn còn nguyên đấy mẹ ạ.
Chúc mừng mày đã lên level. Thế bây giờ mày tính như thế nào? Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Về phòng trọ của mình. Không tin, mày gọi cho lão Năm xem. Tao đảm bảo lão đã chặn số mày. Bởi vì muốn đổ lỗi hết cho mày. Tao đã có cách. Cách gì? Mày gọi cho thằng Thắng Sẹo, bảo là tao muốn gặp đại ca. Alo. Alo. Sao tao gọi cho đại ca không được? Đại ca đi Hồng Kông rồi. Thế mày đang ở đâu? Tao đang ở phòng trọ. Mai gặp nhau ở quán cà phê cũ được không? Ok. Mấy giờ? 9 giờ. Rồi. Alo. Alo đại ca. Vâng. Hôm qua em gặp con Quỳnh, bạn con Lan ở dưới bar Hải Phòng ạ. Thế mày có nhìn nhầm không? Em không nhầm. Nhưng mà lúc đó em phê quá. Mà con Lan nó bảo gọi điện cho đại ca không được. Rồi này mày đang ở đâu? Thế nó nói gì nữa? Em đang hoang mang quá. Mà con Lan nó đòi gặp em. Em không biết là có nên gặp nó hay không này. Mày ngu lắm. Gặp nó giờ này các gì chui đầu vào rọ. Theo dõi nó và điều tra xem tại sao chúng nó không bị bắt. Hết sức cẩn thận. Tao nghi ngờ chúng nó là dích đấy. Về ngay đi, không hỏng việc. Vừa bám chặt, vừa nghe ngóng tình hình, hiểu chưa? Vâng ạ, em biết rồi ạ. Thôi, mày vào viện trông em đi. Ở đây tao xử lý cho. Chắc chắn là nó không dám ra mặt đâu. Bố nó cũng không dám. Thôi được rồi, thì để tao đi nhá. Mà mày nhớ cẩn thận. Có gì thì alo tao. Ok, đi đi. Alo, Hồng à. Ừ, đến ngay phòng trọ của chị. Rồi mặc lại cái bộ hôm trước nhá. Ok. Nếu cô muốn vô tội thì tốt nhất không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nếu không, cô và bạn cô chắc chắn dựa cột. Rõ chưa? Rõ chưa? Vâng, em rõ chưa? Rõ rồi chứ? Alo đại ca. Một là nó nuốt trọn cả hàng con tiền. Hai là nó thả lưới bắt mẻ cá to. Thôi tốt nhất mày chặn số con Lan lại rồi lánh đi. Vâng ạ, em biết rồi. Bà chị làm gì mà hách não thằng em thế? Mày không cần biết nhiều. Tao bảo làm gì thì cứ làm. Mà ngoan, kín mồm kín miệng, khắc có ngân lượng. Dạo này thằng em làm gì rồi? Hay vẫn lang thang? Dạo này em sóc cái trong nhà lão từ chỗ. Kiếm được không? Cách chơi to, kiếm ăn cũng khá. Lại đây tao bảo. Bà chị thâm hiểm thật đấy. Để em chơi. Có cách nào mà để tiền để ra tiền được không nhỉ? Kiếm nuôi mấy đứa trẻ con. Rồi chọn mấy thằng nghĩa khí, điếc không sợ súng. Mở dịch vụ tài chính. Liệu có ổn không? Chỉ sợ không có tiền. Nuôi chúng nó ăn chơi, khắc nó ngấm vào máu.
rồi sẽ có tình anh em, tình chị em. Lúc đấy bảo chúng nó nhảy vào chảo lửa, chúng nó cũng nghe ấy chứ. À, hay là mình đi đánh bạc là nhanh nhất. Mày điên à? Nhỡ thua hết thì làm thế nào? Lo gì, mang 1 tỷ đi thôi. Vẫn còn 1 tỷ, mà hàng vẫn còn đấy, lo gì vốn. Được đấy. Đi, đi rút tiền. Đứng lại, hai này đi đâu? Thế mày nghĩ tao đi đâu? Đi về, chờ tí. Rồi vào đây. Đứng lại. Muốn vào gì? 2 triệu một đứa. 2 đứa 4 triệu. Vào cho các em nó ngồi. Nắm bài lại trái. Các em đánh đâu? Mọi người xuống tiền trước đi, mặt còn lại của tôi. Được. 200 triệu. Tất cả là đủ 900 triệu. Ông nào xuống nộp 100 đi cho tròn 1 tỷ. Thôi, về.
cả. Anh Hùng này, hôm qua em gặp con Lan ở dưới nhà lão Tư Chột. Nó làm một mớ trong đó. Rõ ràng hôm giao hàng nó bị công an ập vào bắt rồi. Không hiểu sao hôm nay lại có thể ở ngoài được. Nó bị bắt từ hôm giao hàng rồi cơ. Mày có nhìn nhầm không? Em nhìn thì làm sao mà nhầm được. Hôm đó chính con Lan đứng ở ngoài và nó là đứa bị tóm đầu tiên. Em nhìn thấy thế em bỏ của em chạy lấy người. Và cả con bạn nó nữa. Con bạn nó chính là đứa mà giao hàng cho em. Mẹ kiếp. Thằng Năm Dỗ nó chơi tao rồi. Bảo làm sao? Điện thoại nó khóa máy mấy hôm không liên lạc. Gọi cho đàn em nó thì đàn em nó lại bảo nó đi Hồng Kông. Mà mày cũng không thấy lạ. Bị tập kích một cách bất ngờ như thế. Đến một con rán còn không chạy. Huống hồ mày còn vác nguyên cái xác về đây. Bây giờ xử lý sao lại ca? Cái này phải bình tĩnh. Từ từ thì bằng chứng thôi. Thằng Năm Dỗ này nó thâm độc rồi. Không đùa được với nó. Không nên đánh rắn độc rừng. Đừng để việc nhỏ mà làm hỏng việc lớn. Vâng, em biết rồi. Cho người theo dõi con Lan và bạn của nó. Đây là con chip định vị đời mới nhất. Khởi động nó rồi kết nối với điện thoại của mày. Tiếp cận con Lan. Rồi gắn nó với cái gì mà con bé hay mang trên người. Hiểu không? Vâng, em biết rồi ạ. Đưa điện thoại mày này. Đây này. Làm đi. Vâng, em đi làm luôn đây ạ. Luôn đi. Chào người đẹp. Chào anh. Lâu rồi sao không thấy vào nhà lão Tư Chột chơi. Làm một bữa ăn non làm sao bọn anh gỡ lại được đây. Đâu, dạo này em bận quá. Mới mở tiệm cầm đồ nhỏ với dịch vụ tài chính. Với lại mẹ em cũng đang ốm quá nên em không có nhiều thời gian. Lan ơi, anh gọi nước uống nhá, đợi em tí. Uống à? À, thôi anh phải có việc đi gấp đây. Hôm nào vào nhà lão Tư Chột chơi. Alo anh trước nhé. Anh chuẩn bị tiền để nộp mạng cho bọn em. Anh lại cứ trêu em. Chó ngáp phải ruồi thôi anh. Với lại hôm đấy bận em sáng. Chứ em có ham hố gì cái món đấy đâu. Ừ, thôi anh đi nhá. Hẹn gặp lại em sau. Vâng, bye anh. Em ơi, tính tiền. Chị ạ. Ừ. Sao rồi mày? Mày xem cái này là cái gì? À, cái này thì em biết. Nó là chip định vị. Nó có cấu tạo như một chiếc thẻ nhớ. Rất là khó phát hiện ra. Mà cũng may, gắn vào đây còn dễ biết chứ. Nếu mà gắn điện thoại thì đúng là chịu. Nhưng mà chị yên tâm. Con chip này nó chỉ có chức năng định vị thôi. Chị đi đâu nó cũng sẽ biết. Nhưng mà nó chưa có chức năng ghi âm. Chó chết, lại thêm kẻ thù nữa. Chuyện bắt đầu phức tạp rồi đấy. Bây giờ phải đối phó với lão Hùng công tử. Còn lão Năm thì hiện tại không phải lo. Hay bây giờ mình thâu tóm luôn địa bàn karaoke. Tao đảm bảo lão Năm sẽ không dám làm gì mình đâu. Bởi vì tất cả hành động của mình bây giờ, lão đang nghĩ mình đang là thế lực của công an.
Mày nói đúng. Bảo kê ở đó tháng giờ kiếm vài lít đấy, nhưng mà một nửa doanh thu là từ gánh ảnh. Ừ, nhưng mà chị ơi, em không biết đánh nhau đâu. Ừ, chị đừng bảo em đi đánh nhau, em lại còn sợ máu nữa. Chứ em mà nhìn thấy máu thì em ngất đấy. Cái thằng này. Ừ. Mày ngồi im đi. Lan này, khi mà mình chiếm được địa bàn rồi, mình sẽ không thu phế của bọn gái hát nữa, mà cho chúng nó bốc họ, nhưng với lãi suất thấp hơn thằng Thắng Sẹo làm. Như vậy, mình sẽ thuận lợi và ít nợ xấu hơn. Mình chỉ thu phế bảo kê của nhà hàng thôi. Doanh thu có thể ít hơn so với thằng Thắng Sẹo, nhưng ít ra vẫn còn chút tình người. Yeah! Ok thằng này, sao mày không đợt tay? Mày không thích tiền à? Tiền thì em thích, nhưng mà em không biết đánh nhau. Lại em tắt. Thế tao đã bảo mày đi đánh nhau chưa? Dạ chưa. Ô, thế thì dây lại ạ. Hai, ba. Yeah! Mày gọi tao ra đây có việc gì? Tao hỏi thẳng luôn vấn đề nhá. Từ nay địa bàn karaoke thành phố là của tao. Chúng mày có ý kiến gì không? Thằng này thì làm gì có đủ thẩm quyền. Phải hỏi thằng bố nó. Mẹ con rách con này. Mày biết mày là ai không? Tao á. Tao là mẹ mày. Là bà nội của mày. Có giỏi mày động vào tao xem nào. Con chó này. Hộ cái. Thôi, tốt nhất muốn toàn mạng thì gọi điện về cho đại ca mày một tiếng đi. Chúng mày cứ đợi đấy. Alo đại ca. Con Lan và con Quỳnh nó đang đòi cướp địa bàn karaoke của nhà mình. Giờ em phải làm sao ạ? Thằng ngu, nó thích thì cho nó. Nhưng phế mấy tiền bảo kê đáng là bao nhiêu so với tiền cung cấp đồ. Đối mặt với chúng nó là đối mặt với ai mày biết không? Dạ vâng ạ. Em hiểu rồi ạ. Quế gom hàng chuẩn bị chuyển vào trong kia cách đục cả tuần anh rồi đấy. Thôi được rồi, tao sẽ để lại địa bàn hoạt động cho chúng mày, nhưng phải để tao thu nốt vài bát họ cũ đã. Từ giờ đừng có làm phiền đến bọn tao. Được. Từ nay nước sông không phạm nước giếng. Chúng ta sẽ không dính dáng đến hàng. Chúng mày vẫn được phép cung cấp hàng trong địa bàn, nhưng ngoài việc đó ra thì tất cả là của bọn tao. Hiểu không? Được rồi. Hai chị ơi, bây giờ em mới biết người đàn bà quyền lực là như thế nào đấy. Mà em không hiểu hai chị làm cách gì mà nó sợ chị đấy. Mày không cần phải biết nhiều. Việc của mày là từ ngày mai đi thu phế khu karaoke. Tuyệt đối không được thu tiền của bọn gái hát. Hiểu chưa? Vâng. Còn đứa nào muốn bốc họ thì gọi cho chị. Thank you.
giờ xử lý sao ạ? Mày tụt quần nó ra, lấy đường bôi vào hàng nó. Mấy thằng đi kiếm mấy tổ kiến xung quanh đây, gom hết kiến lại để dưới chân nó. Chị ơi, làm thế có ác quá không ạ? Cả trăm con kiến mà nó bu lại hàng thì... Nó không sao đâu, có chết đâu mà sợ. Vâng ạ, thế để bọn em đi kiếm ạ. Chết mày chưa? Cho mày chưa? Anh ơi, ô này nhiều kín lửa quá anh ạ. Cái này mà cho vào háng đó thì có mà. Được, này lấy về. Chị ơi, bọn em làm xong rồi ạ. Mà nó có chết không hả chị? Thằng ngu, nó không chết được đâu mà sợ. Chúng mày cứ yên tâm, tao vẫn cho nó cơ hội gọi cho người thân. Nhưng tao phải hành nó đã. Rút. Vâng ạ. Mày lấy cho anh mấy cái khăn lạnh ơi. Vâng. À, mày tra Google xem là bị kiến cắn chỗ đó, bôi thuốc gì cho khỏi. Vâng, đại ca, đợi em tí. Mà chắc hôm qua đại ca đi chơi con nào bị kiểu đường thì kiến nó mới bu vào đúng chỗ đấy chứ. Mày đi mua thuốc hộ anh nhanh cái. Mà máy em hết mạng rồi. Kiến sư cái thằng này. Vâng. Mày đi mua hộ tao nhanh đi, tao sắp chết đến nơi rồi. Đợi em tí, đợi em tí. Mà có cần đá trường không đại ca? Nhanh lên. Vâng ạ. À, tiên sư cái con này, con khốn, tao vẫn sẽ bắt được mày. À, thù này tao không trả, tao không phải là Tuấn Nghèo. Thank you.
Giờ làm sao đại ca? Mày, tao trói nó lại để tao xem đại ca đi đâu rồi. Vâng ạ. Mẹ con này, mày chết với bố mày. Alo, gì đấy? Đang bận thì gọi lại nhá. Chưa đại ca, nhưng mà em trói chặt rồi. Có trời nó mới thoát được. Giờ làm sao đại ca? Mày sang nhà ông Sáu Mật, mua cho tao 1 lít mật ong và 2 tổ ong thật to về đây. Sau đó mày về mày tuột quần nó ra và tưới mật ong lên hàng của nó. Sau đó mày thả cho tao 2 đàn ong kia ra. Mẹ con này, chắc chắn nó phải chết với tao. Không hiểu, ong to hơn hay là kiến to hơn, hiểu chưa? Em hiểu ý đại ca là ong thích hút mật hoa, nhưng mà em chưa bao giờ thấy hoa màu đen đại ca. Mẹ thằng ngu này, mày chưa thấy hoa hồng đen bao giờ à? Thôi đi đi. Vâng ạ đại ca. Mày mới là thằng ngu này. Tội bắt cóc còn chưa đủ, mày còn định lĩnh thêm tội hiếp dâm à? Dạ đại ca, em chỉ muốn trả cái mối thù này với nó thôi ạ. Thế thù của mày to hay 2 tỷ của tao to hơn? Dạ em biết rồi ạ. Chúng mày đứng đây canh gác cho cẩn thận vào. Vâng ạ. Mày còn cười à? Sống thì khai ra, tiền của tao ở đâu, tại sao mày lại không bị bắt? Tôi không biết gì cả. Lúc công an ập vào, tôi bị đánh bất tỉnh. Sau đó tỉnh dậy thì bị mất, nhốt trong căn nhà hoang ngoài đồng rồi. Chúng mày được lắm. Mày thông đồng với thằng Năm đúng không? Tôi không biết gì cả. Anh nghe. Được rồi, anh hiểu rồi. Mày hồn hồn thì khai hết ra đi chứ. Không đi, tao cho mày biến mất khỏi thế giới này ngay đến đây.
đây trông chừng nó cẩn thận. Mày mà để nó thoát ấy, cái đầu mày cũng biến mất khỏi thế giới này, hiểu chưa? Dạ vâng ạ. Tốt, theo tao lấy hàng. Em nghi lắm đại ca. Mày nghi cái gì? Bọn con Lan thông đồng với thằng Hùng công tử lừa mình. Bằng chứng. Em bận quá, mới mở tiệm cầm đồ nhỏ với dịch vụ tài chính. Với lại mẹ em cũng đang ốm quá nên em không có nhiều thời gian. Anh Tuấn, em nhớ anh quá à. Sao dạo này anh lâu đến chỗ em thế? Có chết, tao đã từng nghĩ chuyện đấy nhưng chưa có bằng chứng. Mày về gọi anh em mang hàng nóng qua thẳng cho nó luôn. Dạ, em biết rồi, đại ca. Cái loại vô dụng, có mỗi con đàn bà cũng để nó thoát. Mày nhìn cái mặt mày xem có đáng mặt dân giang hồ không? Dạ, chúng nó cả một đống người, lại có thêm vũ khí, thì em làm sao mà đỡ được đại ca? Mà với cả, em thấy thằng Thắng Sẹo nó đợi sẵn ngoài xe. Em nhớ anh quá à. Sao dạo này anh lâu đến chỗ em? Chắc chắn là 100% thằng Năm rồi. Làm sao mà sai được? Tao biết ngay mà. Bây giờ mới có bằng chứng đây. Chúng mày
Dạ. Đi chuẩn bị đồ. Có anh em xuất phát. Không phải đi đâu cả. Tao đã đến đây rồi. Chúng mày bỏ ngay kiểu vừa ăn cướp vừa la làng này đi. Hiểu chưa? Mày diễn giỏi lắm. Từ khi bước chân vào giang hồ đến giờ, chỉ có thằng Hùng này đi lừa thằng khác, chứ chưa ai qua mặt được thằng Hùng này cả. Thế thì mày mới lừa tao. Muốn hồn mày mang hàng ra trả tao ngay. Không thì tao sẽ sống chết với mày ngay tại đây, ngày hôm nay. Từ trước đến giờ anh em trong giang hồ luôn nói mày là thằng uy tín và trương nghĩa. Sao mày dám cướp tiền của tao? Chính mày thông đồng với hai con danh lừa tao. Mày nói lắm. Bằng chứng đâu? Chính mắt tôi đã nhìn thấy quần của ông. Em bận quá, mới mở tiệm cầm đồ nhỏ với dịch vụ tài chính. Với lại mẹ em cũng đang ốm quá nên em không có nhiều thời gian. Anh Tuấn, em nhớ anh quá. Dạo này anh lâu đến cho em. Thế ai thả hai con danh đấy ra? Chính tao. Nhìn thấy mày đến giải cứu cho hai con danh, mày còn đánh trọng thương tao. Em nhớ anh quá. Dạo này anh lâu đến cho em. Này, tao nói cho chúng mày biết, ở đây có luật nhân quả, không ai ăn không của ai cái gì đâu, hiểu không? Bởi thế, khôn hồn thì nôn tiền ra giả tạo. Tao cũng tin vào luật nhân quả này. Mày có dám mang tính mạng cả gia đình nhà mày ra tê độc với tao không? Đương nhiên, bố mày không làm gì sai, bố mày không sợ. Còn mày thì sao? Bố mày cũng thế. Nhưng thế mà ứng, tao mày và những thằng khác chết lâu rồi, mày hiểu chưa? Thế mày có tin vào nhân quả không? Mày có tin được ông dạy không? Lúc nhiên tao ra giang hồ bao nhiêu năm, cứ từng lừa lọc ai dù một đâm. Tao tin ông trời sẽ có mắt, mày hiểu không? Được rồi, chuyện giữa tao và mày để ông trời phán xét đi. Được, mày thích chơi thì tao chơi kiểu đấy. Cây đây không rõ chết đứng. Anh Nam không hề có lỗi với anh Hùng, và anh Hùng cũng không hề có lỗi với anh Nam. Vấn đề ở đây là thuộc về tôi. Hôm nay tôi sẽ nói rõ trắng đen. Các anh có ý kiến gì thì nói sau. Cuộc đời không ai hoàn hảo cả, ai có lúc mắc sai lầm, giang hồ cũng vậy. Không ai có thể một tay che kín mặt trời. Tôi thừa nhận là các anh ra giang hồ sớm hơn tôi và có nhiều thành công, mặc dù đó là những thành công phi pháp. Chính bản thân tôi cũng là công cụ của các anh có thành công như ngày hôm nay. Nhưng thực sự đến lúc gặp phải bước đường cùng, tôi có hai sự lựa chọn. Một là sai với các anh, hai là tính mạng của mẹ tôi, người thân duy nhất tôi còn trong cuộc đời này. Mẹ tôi và em Xuân Tùng đã gặp nguy kịch, nên bất đắc dĩ tôi phải làm như vậy. Vì vậy, ngày hôm nay tôi đến đây để gửi lời xin lỗi đến hai anh.
tôi đã gửi các anh đầy đủ và kèm lời xin lỗi. Các anh có ý kiến gì không? Nếu không có ý kiến gì thì giữa ba chúng ta từ ngày hôm nay không còn phân đoán gì nữa. Việc ai ở đây làm, nước sông không phạm nước giếng, anh thế nào? À, còn đây thì thôi, ok, quân tử không chấp vặt. Còn anh Hùng thì sao? Thì tiền của anh vẫn nguyên là ok. Quan trọng là anh em không hiểu nhầm nhau, không hận thù nhau là tốt rồi. Anh Năm nhỉ? Ok. Vậy chào các anh, chúng tôi đi. Chúng mình có sao gì chưa? Ok, đương nhiên. Tôi cần hàng để chuyển cho Hải Phòng mà.